Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên gia nhà đào tạo trong lĩnh vực đóng gói hàng hóa. Trong video clip này, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc túi zip khổng lồ, kích thước 30x40, túi có thể đóng gói được 5kg hàng hóa. Anh chị em lưu ý nhé, túi có thể đóng gói được 5kg hàng hóa, tùy thuộc có thể đóng gói được hơn. Nhưng mà tôi theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì túi sẽ đóng gói được khoảng 5kg hàng hóa. Và trong video clip này tôi xin giới thiệu với quý vị về các cái đặc điểm kỹ thuật và các cái lợi ích của chiếc túi khổng lồ này. Đây là chiếc túi khổng lồ so với bàn tay của tôi này. Đấy, và so với cái tem mà tôi dán vào đây này, các bạn nhìn nhé. Đấy, chiếc tem có kích thước là 5,5x9 này. Và đây là cái chiếc túi khổng lồ, chúng tôi hay gọi là chiếc túi khổng lồ, túi zip khổng lồ. Đầu tiên tôi xin nói về cái thông số kỹ thuật của chiếc túi. Miệng túi rộng 30cm, chiều dài túi là 40cm. Túi có cấu tạo vô cùng đặc biệt, đó là có đáy có thể dựng đứng được trong quá trình chúng ta sử dụng. Các bạn nhìn không? Cấu tạo đặc biệt không? Khi mà có sản phẩm bên trong thì chiếc đáy này sẽ được mở ra và chiếc túi sẽ dựng lên như thế này. Có thể dựng được ở trong các cái showroom, các cái siêu thị, các cái kệ hàng. Đấy, rất là đẹp. Cấu tạo của chiếc túi có miệng túi có lớp khóa zip rất chắc chắn. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem và tôi mở cho các bạn xem lớp khóa zip này. Đây, lớp khóa zip của nó thì vô cùng là chắc chắn luôn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Cái lớp khóa zip này thì giúp cho chúng ta tiết kiệm được tới 60-70% chi phí đóng gói, về thời gian đóng gói. Chỉ cần bấm và miết sang một bên trái hoặc miết sang bên phải, chúng ta đã có thể đóng gói thành công đơn hàng của mình. Và một cái đặc điểm cực kỳ tuyệt vời của chiếc túi zip khổng lồ này, đó là chúng có một mặt bạc và một mặt trong suốt. Thì tôi xin nói giới thiệu về cái mặt bạc này trước này. Chiếc túi zip khổng lồ một mặt bạc này được tráng một lớp nhôm, một lớp bạc cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, và đảm bảo là không bị hoen gì, không bị ố, không bị đổi màu trong quá trình đóng gói, vận chuyển, lưu kho và trưng bày hàng hóa. Và đây là cái sự khác biệt so với những chiếc túi loại 2, loại 3, loại 4 này ngoài thị trường. Và anh chị em hãy lưu ý là rất nhiều đối tác của chúng tôi đã gặp phải những cái tình huống chớ trêu là phải thu hồi hàng tỷ tiền hàng. Thậm chí là rất nhiều khách hàng đã phản đối gay gắt khi họ sử dụng những chiếc túi kém chất lượng mà bản thân họ cũng còn không biết là túi kém chất lượng hay không. Thì các bạn hãy lựa chọn cho mình những nhà cung cấp túi zip bạc cao cấp có uy tín trên thị trường. Đấy. Tiếp theo nữa là mặt trước của chiếc túi là một lớp nhựa PA trong suốt. Đây, tôi nhìn cho các bạn xem đây. Chiếc túi rất to luôn. Đấy. Đấy. Hết bề ngang người tôi luôn. Các bạn nhìn thấy không? Vâng. Sản phẩm này, chiếc túi này giúp cho chúng ta có thể tăng doanh số bằng cách là đóng sản phẩm vào đây. Và khách hàng dễ dàng có thể nhìn thấy được số lượng, chủng loại, màu sắc, kích thước của sản phẩm ở trong túi và không phải mở niêm phong túi ra. Và họ sẽ dễ dàng lựa chọn, dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng, làm cho các bạn tăng được doanh số của mình một cách đáng kể khi sử dụng chiếc túi này. Và rất nhiều đối tác của tôi đã có được những thành công như vậy. Chiếc túi này có một cái đặc điểm nữa là hai bên đường viền hàn, là vì là túi cao cấp, vì vậy là hai bên viền hàn này là rất là đều, kín khít tuyệt đối, hai bên hàn bằng nhau về kích thước, về độ dày bằng nhau. Và chính vì những cái đường hàn trái phải trước sau như này, kín khít như này, và lớp khóa zip kín khít như này, thì có một cái đặc điểm cực kỳ tuyệt vời mà những chiếc túi zip khác không có, đó là chiếc túi zip này hoàn toàn có thể sử dụng để hút chân không và cấp đông hàng hóa. Vì vậy mà ngoài cái việc đóng gói các sản phẩm khô thì cái chiếc túi zip này có thể đóng gói các sản phẩm ướt, các sản phẩm thủy hải sản, các sản phẩm về thực phẩm ướt và hoàn toàn an toàn tuyệt đối luôn. Đấy, hàng nghìn đối tác của chúng tôi đã sử dụng những chiếc túi này. Không phải đơn vị phân phối nào cũng có những chiếc túi này và không phải đơn vị phân phối nào cũng phân phối những chiếc túi cao cấp như vậy. Anh chị em hãy sở hữu cho mình những chiếc túi này, tiết kiệm được chi phí đóng gói, gia tăng doanh số, đem lại cái thương hiệu tuyệt vời trong mắt khách hàng. Hãy liên hệ với Tổng kho túi zip tại Hà Nội, đóng gói tiết kiệm.vn thông qua tổng đài 0839575757. Tôi xin nhắc lại tổng đài của đóng gói tiết kiệm.vn
Tổng kho túi zip tại Hà Nội chúng tôi luôn sẵn hàng, có thể giao ngay, đa dạng về kích thước, chủng loại. Các bạn có thể lựa chọn cho mình những chiếc túi zip phù hợp với nhu cầu đóng gói của mình. Hãy liên hệ với đonggoitietkiem.vn 0839575757. Hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút chuông để nhận được những cái video hướng dẫn sử dụng những chiếc túi zip này, những video để giúp cho các bạn có thể đóng gói nhưng sử dụng những chiếc túi zip này, đóng gói một cách an toàn, hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cao nhất, đem lại cái hiệu quả kinh tế ra cao nhất, đem lại cái doanh thu tốt nhất bằng cách sử dụng túi zip này. Chúng tôi sẽ có những cái video hướng dẫn cho các bạn. Hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.